Tôi đã bỏ học ở trường đại học trọng điểm và về quê ở làng trài được 2 năm. Tôi vốn là đứa con cưng trong mắt mọi người. Vậy mà lại trở thành đứa con bị người người ghét bỏ. Cho đến một ngày, tôi có thể nhìn thấy chỉ số may mắn của mình và có được một chiếc xẻng xúc cát. Từ đó, cuộc đời tôi như được bật hack. Chỉ dựa vào một chiếc xẻng xúc cát mà tôi đã đạt đến đỉnh cao. Thằng nhãi danh nào đã ăn trộm gà nhà bà? Sau này đẻ con ra không có lỗ đích. Đúng đúng đúng, còn cả vị nhà tôi nữa. Là do tên khốn nạn nào đó ăn trộm. Đừng để bà già này tóm được. Nếu không thì coi bà xử lý mày thế nào. Lúc này, Triệu Khanh đang với vẻ mặt bất cảm, ánh mắt đờ đẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn hai người phụ nữ đang chửi rủa nhau. Triệu Khanh vốn là một cần thủ ở thành phố nội địa. Một ngày nọ, anh thuê một chiếc tàu đang muốn trải nghiệm cảm giác câu cá trên biển. Kết quả giữa đường gặp sóng gió lớn, anh không đứng vững, trực tiếp rơi xuống biển tự gìn chính mình. Sau khi tỉnh dậy, mới phát hiện mình đã nhập vào thân xác người khác. Anh trở nên tự kỷ, trong đầu cũng nhiều thêm một đoạn ký ức xa lạ. Mình đã trở về năm 2005, nhập vào thân xác của một người xa lạ. Triệu Khanh, 22 tuổi. 20 tuổi thi vào trường đại học trọng điểm, nhưng cũng chỉ học được nửa năm. Sau đó, vì mẹ mất và người yêu thời thơ ấu chia tay, dưới cú sốc kép, anh ấy đã chọn bỏ học. Sau khi về nhà, anh ấy trở thành kẻ là một học sinh ngoan ngoãn được mọi người khen ngợi. Vậy mà lại trở thành đứa con bị người người ghét bỏ. Anh ấy cũng ngày càng buông thả bản thân, trộm cắp gì cũng dám làm. Anh, xem em mang gì cho anh này. Hi hi, hôm nay bà nội em làm bánh gạo nếp. Em mang cho anh mấy cái. Người đến là A Hòa, bạn thân của Triệu. Mẹ A Hòa gặp nạn trên biển, không bao giờ quay trở lại nữa. Từ năm 6 tuổi, A Hòa đã sống với bà nội. Anh nói xem họ có mệt không? Cứ thích làm quá lên. Không phải chỉ ăn có một con gà, một con vịt của họ thôi sao? Chúng ta ăn đồ nhà bọn họ là nể mặt lắm rồi. Nói năng cho cẩn thận. Anh, đây không phải là trước đây anh dạy em sao? Haha, trong túi cậu còn tiền không? Hôm qua em còn 7 đồng. Một bao thuốc 3 đồng rưỡi. Một chai rượu 3 đồng. Vốn dĩ còn dư 5 hào. Nhưng anh cứ nặng nặc đòi mua một gói đậu phộng. Nói là để nhắm rượu. Thế là hết sạch. Thôi được rồi, vậy em về trước đi. Có việc anh sẽ gọi em. Hôm nay anh nhắm nhà nào đây? Hay là đến nhà Cố Sơn? Nhà nó nuôi mấy con dê sau núi. Biến đi, sau này đừng có làm mấy chuyện này nữa, biết chưa? Biến nhanh. Vâng. Hesi, bản thân mình vô dụng cũng cho qua đi, đến đứa trẻ con cũng bị dạy hư theo. Ngay lúc này, bỗng nhiên một trận choáng váng ập đến. Ngay sau đó trước mắt xuất hiện một màn hình bán trong suốt. Anh ta tưởng mình bị hoa mắt, liền dụi dụi mắt. Trên trang có hai giá trị số, lần lượt là chỉ số may mắn không dấu cộng 5 và huy hiệu săn mồi 20. Săn bắt trên biển và săn mồi có thể tăng chỉ số may mắn cơ bản của vật chủ. Chỉ số may mắn càng cao thì vận may càng dồi dào. Ngoài chỉ số may mắn cơ bản, dữ liệu sau dấu cộng càng lớn thì vận may của vật chủ trong ngày hôm đó càng tốt. Chẳng lẽ đây là hệ thống sao? Mỗi khi vật chủ mở khóa được một loài sinh vật biển mới khi đi săn, tùy theo độ quý hiếm và giá trị của loài sinh vật đó, sẽ nhận được số huy hiệu săn mồi tương ứng. Huy hiệu săn mồi có thể dùng để mua các dụng cụ săn bắt tương ứng trong cửa hàng. Chỉ khi sử dụng dụng cụ mua từ hệ thống mới có thể được hưởng hiệu ứng cộng thêm chỉ số may mắn của hệ thống. Vật chủ hãy nhanh đi săn bắt hoặc săn mồi đi. Hóa ra có khá nhiều dụng cụ săn bắt, xẻng xúc cát, xẻng sắt, vợt, dây câu, lưỡi câu. Lại còn có cần câu, chính là thứ mình thích nhất. Nhưng một chiếc cần câu lại cần tới 3.000 huy hiệu săn mồi. Trong khi huy hiệu săn mồi hiện tại của mình chỉ có 20, chỉ đủ mua một cái xẻng xúc cát. Vậy thì mua một cái xẻng xúc cát trước vậy. Lúc này, một người đàn ông gần 30 tuổi, vác một bao gạo trên vai bước vào. Đây là anh trai của nguyên chủ. Tên là Triệu Bình, là một người thật thà chất phác. Đây là 50 cân gạo. Đủ cho em ăn trong tháng này rồi. Ăn hết thì nói với anh. Nói xong, anh liếc nhìn Triệu Khanh, dường như muốn nói gì đó. Cuối cùng chỉ biến thành một tiếng thở dài. Gà vịt nhà người ta là do em trộm mà. Triệu Khanh không trả lời. Anh trai cũng không truy hỏi, lặng lẽ móc từ trong túi ra 50 tệ đưa cho Triệu Khanh. Đừng nói với chị dâu. Đây là tiền anh đi bắt được hai con ghẹ xanh hôm trước bán được. Em tiêu cho tiết kiệm đấy. Triệu Bình xoay người đi về phía cửa, vẫn không nhịn được nói. A Khanh, em cũng 22 tuổi rồi. Nói xong định bỏ đi, lại nghe thấy Triệu Khanh phía sau nói, em biết rồi. Anh, được được, biết rồi là tốt. Chuyện hai bà cô kia anh đã xử lý giúp em rồi. Anh trai rất thật thà. Cái gọi là xử lý chắc chắn là bồi thường tiền. Triệu Khanh cũng không trả lời Triệu Bình, cầm 50 tệ anh đưa. Đi về phía hai người phụ nữ. Con gà nhà bà bao nhiêu tiền? 30 tệ, cậu bồi thường thì 20 tệ cũng được. Con vịt nhà bà thì sao? 20 tệ, không thì 15 tệ cũng được. 50 tệ bồi thường cho hai bà, được chứ? Được được. A Khanh, sao lại phải bồi thường tiền? Chờ hôm nào chị dâu về nhà mẹ đẻ, anh lại bắt một con ở nhà bồi thường cho họ là được. Nuôi ở nhà không tốn tiền. 50 tệ coi như em mượn anh. Em có hai tay, em có thể tự kiếm tiền. Đúng đúng đúng, em có thể kiếm tiền được. Em từng là sinh viên đại học mà.
Đầu óc thông minh lắm. Nhìn anh trai cười rạng rỡ quay người bước đi, Triệu Khanh suy nghĩ một chút, dường như ở lại đây cũng không phải là một chuyện quá tệ. Một giấc ngủ dậy, tôi trọng sinh vào một thanh niên xa lạ. Hơn nữa còn là tên vô lại trộm gà trộm chó cái gì cũng làm. Tôi quyết tâm thay đổi hình tượng trong thôn. Kiếp này tôi chuẩn bị bắt đầu từ việc đánh bắt hải sản. Triệu Khanh nhà lão Triệu, sao cậu ăn mặc thế này? Cậu không phải đang ở nhà ngủ sao? Chạy ra bờ biển làm gì? Ngủ chán lắm. Tôi đến đánh bắt hải sản. Ha ha, với cái dạng đó mà còn đánh bắt hải sản. Gần thủy triều lên rồi mới đến. Thật sự là ăn cũng không kịp nóng hổi. Lão Khúc, mà may mà Nana chia tay với cậu ta. Nếu mà gả cho cái thứ này, Nana cả đời coi như xong. Triệu Khanh căn bản không thèm để ý. Mấy bà thím kia nói cậu ta vô sỉ thế nào. Mặt dày mày dạn, dù sao danh tiếng cũng đã thối đầy đường rồi. Cũng chẳng quan tâm thêm lần này. Bãi cát trống trơn, chỗ này không có hàng, còn không bằng khu đá vừa nãy. Hey si, cái này mà quay về gặp mấy bà thím kia, chắc bị cười chít mất. Ờ, đây là con ngao. Chỉ số may mắn cơ bản rốt cuộc cũng phá không rồi. Cái xẻng cắt mùa lúc trước đã về không rồi. Không ngờ một con ngao lại tăng thêm 20. Nhìn hai hàng số liệu tăng lên, Triệu Khanh vui mừng khôn xiết. Theo cái hồ lúc trước tiếp tục đào rộng ra. Nhưng mà đào một hồi, lại không thu hoạch được gì nữa. Ờ sao không có nữa? Anh, là anh sao? A Hòa, về xin ít nước mang qua đây. Anh sắp chết khác rồi. Ôi, anh, đúng là anh rồi. Đào gì mà hăng thế? Về nhà uống là được mà. Nhanh lên đừng lải nhải nữa. Hay là tối qua uống nhiều quá, lỡ ngã một cái làm hỏng não rồi nhỉ? Ít nhất cũng phải được 3-4 cân. Nước mắt tới đây. Anh thật sự không sao chứ? Cút đi. Anh, hay là để em đào giúp anh một lát. Được, vậy cậu đào một lát đi. Đừng có suốt ngày lông bông nữa. Anh ơi, em đào trúng rồi. Ôi chao, con này béo quá. Được đấy, được đấy. Cố lên, bà lấy tiền tới đi uống rượu. Cậu cứ đào đi, tôi đi tìm thêm dụng cụ. Anh yên tâm đi. Ở đây cứ để em lo. Anh lại kiếm đâu ra cái xẻng xúc cắt này vậy? Nhặt được ở bãi đá bên kia. Bớt nói nhảm, đào nhanh lên. Anh đúng là may mắn thật. Cái xẻng này mới mà mua cũng phải mấy đồng đấy. Thế mà anh lại nhặt được. Ha ha ha. Đừng nói nữa, đào nhanh lên. Ờ. Anh, nói chuyện đi. Chứ không chán chít. Ừ, nói gì đây? Hay là nói về trường đại học như thế nào đi? Đại học à, là nơi có thể giúp cậu trưởng thành nhanh chóng đấy. Vậy rốt cuộc anh và Yến Na là thế nào? Chẳng phải là tự bản thân không cố gắng nên bị đá sao? Rất bình thường. A Hòa, cậu phải nhớ kỹ, tiền là lá gan của đàn ông. Nói gì thì nói cũng không quan trọng bằng tiền. Anh, em nghe nói trong Trần mới mở một quán gội đầu. Hay là hôm nào chúng ta đến đó xem sao? Nhìn cái chí khí của cậu kia, đào nhanh lên, đào xong còn đi bàn lấy tiền. Anh dẫn cậu đi trải nghiệm một phen. Cái gì gọi là con cháu chân chính của rồng? Hay là đi gội đầu đi. Ha ha ha. Hai người vừa nói vừa đào, bình nước mang theo đã uống hết sạch. Giữa chừng, A Hòa không chỉ quay về lấy thêm một bình nước, mà còn xách thêm một cái xô đến. Chiếc xô mới cũng đã đầy được 2/3. Triệu Khanh định bụng sẽ lấp đầy chiếc xô này. Nhưng trên mặt đất đã không còn tìm thấy con nào nữa. Anh mở hệ thống. Lúc này, giá trị may mắn bên trên đã biến thành 193 dấu cộng 0. Giá trị may mắn cơ bản càng cao, thì đại diện cho việc vật chủ có thể gặp được hải sản càng có giá trị. Còn giá trị may mắn thực tế thì quyết định số lượng vật chủ thu hoạch được. Gần hiểu rồi. Tức là bây giờ giá trị may mắn thực tế bằng 0. Sẽ không thể nào thu hoạch thêm hải sản nào nữa. A Hòa, dọn dẹp một chút đi. Chúng ta đi bán hàng thôi. Anh, hay là tìm thêm chút nữa đi. Chúng ta lấp đầy cái xô này đi. Tìm nữa cũng chỉ là công cốc thôi. Đi thôi, xem hôm nay bán được bao nhiêu tiền. Anh, để em xách cho. Sao cậu không nói là xách cả hai xô luôn đi? Ồ, hai cái luôn ư? Được rồi, đừng nói nhảm nữa. Đi nhanh lên. A Hòa, đây là 220 tệ này. Anh làm gì vậy? A Hòa, sau này em chỉ cần đi biển với anh. Thu hoạch sẽ chia cho em. Hai phần, anh em ruột thịt cũng phải rõ ràng sòng phẳng. Nếu em thấy ít, thì tự mình làm đi. Anh, em không cần. Em chỉ muốn đi chơi với anh thôi. Còn lấy tiền, có còn biết xấu hổ không hả? Thằng nhóc này, ngồi xuống. Nghe anh nói, em cũng 19 tuổi rồi.
Bà nội năm nay chắc cũng 60 rồi nhỉ? Bà nội 63 tuổi rồi. Đúng vậy, đều 63 rồi. Em nói xem bà còn làm được mấy năm nữa. Em không có cha mẹ, anh có anh trai. Nhưng cũng như không, anh có anh trai. Nhưng anh trai cũng có gia đình, có vợ con. Nên anh không thể dựa dẫm vào anh trai được. Bà nội đã già như vậy rồi, em còn muốn ăn bám bà mãi sao? Em phải nghĩ cách để phụng dưỡng bà nội đi. A Hòa, anh em mình đều có tay có chân, cũng không kém cỏi hơn ai. Tại sao người ta có thể làm giàu mà anh em mình lại phải chịu khổ? Cho nên từ hôm nay trở đi, chúng ta phải thay đổi cách sống, khiến cho người trong làng sau này nhìn thấy chúng ta đều phải giơ ngón tay cái lên, phải hơn hẳn những người trong làng này. Anh, em nghe lời anh. Vậy thì nhanh cất tiền đi. 20 tệ giữ lại mà tiêu, 200 tệ đưa cho bà nội, nhờ bà cất giữ. Bà nội chắc chắn sẽ rất vui. Vâng ạ. Chiều nay chúng ta làm gì? Chiều nay dọn dẹp nhà cửa đi. Như thế này không giống chỗ người ở chút nào. Vậy em ở lại giúp anh. Được, vậy em về đưa tiền cho bà nội trước đi. Tiện thể hái ít rau ở vườn nhà mang sang cho anh. Lần này không tính tiền em, sau này mỗi lần hái anh sẽ trả tiền. Bà nội trồng rau cần gì tiền chứ? Đâu phải em trồng. Nếu là em trồng, em có thể rộng rãi mang cho người ta. Sao em có thể lấy công sức của bà nội ra để làm nhân nhượng được? Được rồi, đi đi. Nhớ kỹ, em lớn rồi, sau này bà nội phải dựa vào em để dưỡng lão đấy. Em biết rồi anh. Nhặt lên vứt vào thùng rác đi. Cuối cùng cũng dọn xong rồi. Em sao vậy? Anh, bà nội khóc rồi. Thấy 200 tệ em đưa, bà vừa khóc vừa cười. Anh em, trước đây có phải rất tệ không? Trong lòng khó chịu rồi chứ gì? Nhận ra bản thân trước đây sai rồi chứ gì? Sau này anh em mình nhất định sẽ sống tốt. Em nhất định sẽ trở thành niềm tự hào của bà nội. Anh, em thật sự làm được sao? Người khác làm được thì em nhất định cũng làm được. Đúng rồi, anh bảo em về lấy rau. Rau đâu? Mày nghĩ nên em quên mất. Lát nữa em hái sang cho anh. Ừ. Ha ha ha, nhặt được tiền nào mà vui như vậy? Nhìn anh kia, nông cạn. Đào được mấy con ngao mà vui thế sao? Đây không phải anh đào, là Khanh đào. Còn học được cách nói dối rồi cơ đấy. Nhìn này, gà vịt em đều bắt cho anh, bỏ vào túi rồi đấy. Chiều nay anh mang cho hai nhà đó đi. Đừng tưởng em không biết. Sao em biết? Sáng sớm hai nhà đó vừa đi vừa mắng, còn cố ý đứng trước cửa nhà mình một lúc. Không phải là đang mắng cho mình nghe sao? Nhìn anh bù đắp như vậy, đến bao giờ em trai anh mới thôi đây? Chúng ta rốt cuộc tạo nghiệp gì thế này? A Khanh thật sự thay đổi rồi. Sao em không tin? Số ngao hôm nay thật sự là em ấy đào được, bán được hơn 1.000 tệ đấy. Rất nhiều người ở bến tàu đều nhìn thấy. Em không tin, có thể tự mình đi hỏi. Tiền gà vịt em ấy cũng tự mình trả rồi. Không thì hai nhà đó sao lại thôi không làm ầm ĩ nữa. Tình cờ hôm nay anh tăng ca đi ngang qua bến tàu, em ấy nhìn thấy anh, liền chọn ra hơn chục con ngao, nói là để bồi bổ cho Tiểu Tuấn. Ăn chưa đấy? Trong nồi còn một ít. Món này hai anh em mình chia đôi. Anh, vợ thằng Tài bảo với vợ ông Lâm chiều nay đánh nhau rồi. Chẳng phải đưa 50 tệ giải quyết rồi sao? Sao hai người họ lại đánh nhau nữa rồi? Anh đúng là cao tay thật. Liên quan gì đến anh? Chẳng phải anh đưa 50 tệ sao? Vợ thằng Tài bảo cầm số tiền đó, nhưng chỉ đưa cho nhà ông Lâm 15 tệ. Nhà ông Lâm chắc chắn không chịu, nói con vịt nhà mình đáng giá 30 tệ, ít nhất cũng phải chia đôi. Nhà Tài bảo lại nói con gà nhà mình đáng 40, lấy 35 tệ đã là lỗ rồi. Hai nhà ở cạnh nhau, vốn dĩ đã có chút bất hòa, lần này thì hoàn toàn bùng nổ. Không ngờ còn có chuyện này nữa. Anh không biết đâu, bây giờ họ đều bàn tán chuyện này là do anh sắp đặt. Nói dù sao cũng là người từng học đại học, đúng là đầu óc hơn người khác. Hai nhà họ vốn cũng muốn đến tìm anh, nhưng họ lại không dám. Tên khốn nào nói bậy bạ vậy, để hôm nào đánh hắn ta. Anh ơi, người ta đang giúp anh tạo danh tiếng đấy, xem sau này còn ai dám động vào anh em mình nữa không. Hừ, chuyện này anh không cố ý, hoàn toàn là ngoài ý muốn. Đúng đúng đúng, là ngoài ý muốn. Chúng ta không thể để người ta nắm thóp được. Ha ha ha. Mệt mỏi quá, không giải thích nữa. Anh nấu cơm nhiều không? Còn không tự mình xem đi. Anh, là anh à? Là tôi, ra ngoài làm việc. Anh, ban ngày anh không phải nói là dựa tay gác kiếm rồi sao? Bây giờ là tình huống gì đây? Cậu nhóc này đang nghĩ gì thế? Đi, hai chúng ta đi bắt hải sản. Hả? Nửa đêm nửa hôm đi bắt hải sản á? Chúng ta muốn sống tốt hơn người khác thì nhất định phải chăm chỉ hơn người khác. Được rồi, đều nghe theo anh.
Ôi trời, nhiều run đất quá. Đây không phải run đất. Là xá trùng, hoặc có thể gọi là run biển. Vậy cũng là đào lên để câu cá sao? Vậy thì lãng phí quá. Cái này đắt lắm đấy. Bao nhiêu tiền một cân? Tôi cũng chưa bán bao giờ, làm sao biết được. Dù sao cũng rất đắt. Chắc chắn là đắt hơn cả sò lùa chúng ta đào hôm qua. Tôi nghe người ta nói thứ này có thể bổ dương. Rất nhiều ông chủ lớn thích cái này lắm. Vậy còn chờ gì nữa? Cả vùng này hình như đều là chỗ đào được. Anh, em còn chưa được ăn thử thứ này bao giờ. Đào được nhiều như vậy, hay là để dành một ít chúng ta nếm thử xem sao? Hai chúng ta còn trẻ. Lại còn độc thân. Cậu không sợ ăn vào rồi mất ngủ à? Em đang nghĩ là để dành một ít cho bà nội em nếm thử. Cái đó được đấy. Vậy thì để dành khoảng 1 đến 2 cân. Cảm ơn anh. Được rồi, nhanh đào đi. Trời sáng bị người ta nhìn thấy thì không phải của chúng ta nữa đâu. Đúng, đúng, đúng. Lúc trời hửng sáng, hang của xá trùng ngày càng ít đi. Hai người, 3-4 tiếng đồng hồ đã lật tung cả 1000 mét vuông đất. Hệ thống cũng hiển thị giá trị may mắn đã về không? Á Hòa, đừng đào nữa, hết rồi. Anh ơi, lưng em sắp gãy rồi. Tiền đúng là không dễ kiếm mà. Ôi, nửa đêm nửa hôm mà hai cậu lại ra bờ biển đào đất thế này. Kỳ lạ thật đấy. Trời ơi, hai số này là cái gì thế? Xá trùng, hai cậu đào được nhiều xá trùng thế này à? Đào ở ngay đây à? A Khanh, nhiều thuốc thế này. Cho tôi mang về 2 cân ăn một bữa được không? Vừa đúng dạo này đau lưng. Người này là chú họ của Triệu Khanh. Hai nhà cũng không qua lại nhiều. Sau khi Triệu Khanh vừa nghỉ học, liền lập tức phân rõ ranh giới. Sợ dính liều đến nhà anh ấy. Muốn thì tự mình đi mà đào. Hừ, chỉ là đi nhặt được chút vận cước chó thôi mà. Tôi nói hai người có việc gì tử tế mà làm không vậy? Cứ bám lấy tôi với anh trai tôi làm gì? Chúng ta cũng đi thôi. Mỗi người một xô đi bán hàng. Anh, chúng ta vẫn bán cho nhà ông Lâm được không? Được chứ, chỉ cần giá cả công bằng. Bán cho ai mà chẳng được. Nói xem, cậu thật sự thích Lâm phẩm à? Hoa Hoan, cô gái đó được đấy. Cậu nhóc này, mắt nhìn người được đấy. Cố gắng kiếm tiền đi, chắc chắn sẽ có cơ hội. Hoa Hoan. Mẹ mớ, này, hai đứa muốn làm gì? Ra ngoài cho tôi. Ôi trời ơi, dưới đáy sâu toàn là xá trùng. Chứ còn gì nữa? Ông Lâm, nói thật là tôi cũng muốn mang số hàng này lên phố bán đấy. Chỉ là A Hòa nói ông là người tốt, không ép giá. Nên tôi mới mang đến đây. Ha ha ha, hừ. Ra ngoài sân đi, ánh sáng tốt hơn. Ở trong này cũng được. Không thì ông bật đèn lên đi. Lão Lâm, sau này đồ tôi bắt được đều bán cho ông hết. Nhưng ông phải đảm bảo, không tiết lộ cho bất kỳ ai biết tôi bán được bao nhiêu tiền. Với cái loại như hai đứa bay mà cũng sợ người khác dòm ngó à? Hai đứa không dòm ngó người khác là tốt lắm rồi. Hôm qua nhặt được sò lụa, hôm nay đào được xá trùng. Coi như tổ tiên hai đứa phù hộ rồi đấy. Nếu ông không đồng ý, thì coi như sáng nay tôi chưa từng đến đây. Ấy ấy, hai cậu nhóc này cũng hiếm khi chịu khó một lần. Yên tâm đi, tôi bảo đảm. Nhưng tôi nghe nói là chuyện bà quá vương có nốt ruồi ở mông là do ông truyền ra đó. Thằng chó nào nói bậy nói bạ vậy? Tôi căn bản đã chẳng nhìn qua. Sao mà biết được chứ? Mất dạy. Bên trái hay bên phải? Phải. Ha ha ha. Sáng sớm đã tới đùa tôi đấy à? Hàng của cậu tôi cũng không thu nữa. Biến nhanh đi. Được rồi, biết không phải ông truyền, nói chuyện chính đi. Hừ, còn không phải tại cậu nhóc lái chủ đề đi hay sao? Cần trước xem được mấy cân đã. Cái này giá bao nhiêu một cân vậy? Món này trước kia ở chỗ chúng ta cũng không hiếm. Hồi đó giá vài hàng một cân, mấy năm nay cũng không thấy nhiều như vậy nữa. Mọi người thỉnh thoảng đào được ít cũng mang về ăn. Giờ hàng này giá cả thế nào tôi cũng không rõ. Hỏi giá trước đi, nếu mà quá rẻ, cho dù cậu đồng ý gả Bình Bình cho A Hòa, tôi cũng sẽ mang lên phổ bán. Anh à, hạnh phúc chung thân của em đấy. Hai cậu nhóc làm ăn mà miệng lưỡi độc địa thế. Chẳng nghe nổi một câu tử tế. Rồi 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 rồi. Ở thành phố có nhà hàng nói bao nhiêu cũng lấy hết. Giá họ đưa là 60 một cân. Tôi trả các cậu 55 đồng. Cộng thêm chi phí đi lại. Tôi kiếm được 5 đồng một cân cũng không quá đáng chứ. 58 đồng một cân. Nhanh lên. Cần nhanh đi. Cậu cũng không thể để lại chút lợi nhuận à? Thôi cũng được, hai cậu hiếm khi làm việc đàng hoàng. Coi như hỗ trợ trước cho hai hộ năm bảo đảm vậy. Lão Lâm, tôi thừa hiểu mưu đồ của ông. Ông chờ đó cho tôi. Sớm muộn gì tôi cũng sẽ không dẫn phải. Theo. Tôi sẽ để A Hòa đưa Bình Bình đi trốn. Ông chủ, cho hai bát mì bò. Cho nhiều thịt bò, nhiều mì một chút. Anh, đó có phải anh Bình không? Anh cả, ông chủ ở đây. Thêm một bát nữa. Mọi người định đi ra biển à? Đi từ đêm rồi, vừa mới về, anh mau ngồi xuống đi, mì sẽ xong ngay, tôi ăn ở nhà rồi. Chị dâu nấu cháo khoai môn, hai người ăn đi, tôi không đói. Chưa được một lúc, bà bát mì đã được bưng lên, anh Bình mỉm cười, cũng không từ chối nữa, cầm một bát lên ăn. A Hòa, cậu về nhà tôi trước đợi tôi về nhà anh cả một lát rồi đi. Được. Cậu xách gì đấy? Đây là xa trùng.
Em đào lúc nửa đêm, để lại một ít anh sao ăn đi. Thật sự là xá trùng sao? Đã mấy năm rồi không thấy thứ này. Nghe nói bây giờ đắt lắm. Nhiều thế này sao không mang đi bán? Ăn hết thì phí quá. Đào được kha khá đấy. Đây là để dành. Anh tôi ngày nào cũng làm việc nặng nhọc. Đây là cho anh ấy bồi bổ. Nhà có gà rồi. Thứ này cậu vẫn nên bán đi. Đừng đưa cho anh. Anh cứ giữ lấy. Anh, chị dâu. Đây là 5.000 tệ. Hai năm nay anh cả cho tôi chắc chắn không chỉ có từng này. Đó là anh và chị dâu nên làm. Sao có thể lấy tiền của cậu được anh chứ? Cất đi. Ơ Khanh, tiền ở đâu ra đấy? Đi cả biển đêm. May mắn gặp được ổ xá trùng. Đào được khoảng 70 cân. Em bán cho ông Lâm rồi. Đó là tiền em tự tay kiếm. Yên tâm cất đi. Vậy thì cất đi. Chúng tôi không cần đâu. Cậu cầm lấy đi. Anh không sợ anh em cứ tiêu đưa chị phí dâu à? Giữ hộ cho. Thôi được rồi, anh đưa chị dâu giữ hộ cho. Thế mới phải chứ. Vậy em đi đây. Anh, sao giờ anh mới về? Có chuyện tốt này. Dượng mới mua một chiếc thuyền đánh cá. Ngày mai còn hai chỗ trống. Em đã nói chuyện rồi. Đến lúc đó chúng ta cùng đi. Mấy giờ sáng mai? Muốn đi thì 5 giờ phải có mặt ở bến tàu. Nhưng mà không có cần câu. Bên em đều có sẵn hết rồi. Yên tâm đi, không có vấn đề gì đâu. Vậy được. Anh, còn một việc nữa. Bà nội bảo tối nay anh đến nhà ăn cơm. Thôi khỏi. Anh ăn tạm gì đó cũng được. Anh đến đi, hôm nay bà nội nhận được 800 tệ lại khóc. Còn nói là cuối cùng em cũng hiểu chuyện rồi. Em nói là anh dạy em đấy. Bà liền bảo tối nay nhất định phải gọi anh đến. Vậy được rồi, chiều nay anh qua. Bà nội, con đến rồi. Tiểu nhị nhà họ Triệu đến rồi à? Mau vào nhà ngồi đi. Đây không phải lễ Tết gì. Sao cháu lại mang đồ đến thế này? Thùng nước này, nếu khát thì bà uống tạm một lon cho đỡ. Chắc là tốn kém lắm phải không? Các cháu kiếm tiền cũng không dễ dàng gì. Tiết kiệm mà tiêu. Cháu biết rồi, có việc gì cần cháu giúp một tay không ạ? Đều làm xong hết rồi. Mau ngồi xuống ăn cơm đi. Anh, ngồi đi. A Khanh, số tiền đó thật sự là cháu và A Hòa cùng nhau kiếm được sao? Bà cứ yên tâm đi. Hôm qua cháu với A Hòa đào được ngao. Đêm đến lại đi đào thêm một ít xá sùng. Nếu bà không tin, có thể đến bến tàu hỏi thăm. Rất nhiều người nhìn thấy. Bà tin. Sao lại không tin chứ? Bà cứ yên tâm đi. A Hòa cũng lớn rồi. Sau này nó nhất định sẽ hiếu thuận với bà. Bà cứ chờ hưởng phúc là được. Bà nội, sao bà lại khóc nữa rồi? Bà yên tâm, con sẽ học hỏi anh cho tốt. Bà cũng có thể uống một chút. Để con rót cho bà. Triệu Khanh uống đến say mềm. Về đến nhà là lăn ra ngủ. Anh, dậy mở cửa. Đi câu cá thôi. A Hòa, bạn cậu thao tác thành thạo thật đấy. Xếp tiền, tôi tên là Triệu Khanh. Cứ gọi tôi là A Khanh là được. A Khanh, câu cá vui vẻ nhé. Hôm nay xem ai là người khai cần trước nào. Cảm ơn xếp tiền. Anh ơi, em câu được rồi. Khủng thế. Anh, em khai cần trước rồi ha ha. Ha ha ha. Anh, hay là chúng ta đổi chỗ cho nhau đi. Anh, em lại cắn câu rồi. Hey si. Xếp tiền, bên trái một chút. Hình như có người rơi xuống từ con thuyền phía trước. A Hòa, tôi xuống nước đây. Nếu 2 phút nữa không thấy nổi lên, cậu kéo dây lên. Mau tỉnh lại. Khụ khụ. Ôi trời ơi, cuối cùng cũng vớt được len rồi. Đây là đâu? Không sao rồi, lát nữa là vào đến bờ. Đậu xanh, hải sâm này. Con này còn không nhỏ, chắc phải được 2-3 lạng. Ui da, lại thêm một con hải sâm nữa. Hôm nay đúng là ngày đại cát đại lợi. Anh, đoán xem em nhặt được gì nào? Hải sâm à? Anh cũng nhặt được phải không? Em nhặt được 16 con. Con nào con nấy đều trên 2 lạng. Toàn là đồ tự nhiên, phát tài rồi. Triệu Khanh vui mừng nhìn vào bảng hệ thống, giá trị vận may hiện tại. 22 điểm, chắc chắn vẫn còn nhặt được đồ tốt. Chẳng lẽ ở trong các? Sao lại là con nghiêu? Không đúng, chắc chắn không phải thứ này. Anh ơi, em vừa phát hiện ra, giữa hòn đảo này hóa ra là một bãi đất bằng phẳng. Bên bờ biển chẳng còn gì nữa. Hay là chúng ta lên trên đó xem sao đi. Được, vậy đi thôi. Trời ơi, anh, là hải sâm, ở đây vậy mà lại có qua xanh. Anh nói mấy cái hang này sẽ không phải toàn là hang qua xanh chứ. Nếu mà đúng là vậy, thì chúng ta phát tài rồi. Nhưng mà cũng không đúng. Qua này thường sống ở khu vực nước lợ. Sao một hòn đảo nhỏ thế này cũng có? Thôi được rồi, đừng suy nghĩ nhiều nữa, nhanh đào đi. Ha ha anh.
Trong cái hang này em moi được 3 con. Không đúng, còn một con nữa. Tổng cộng 4 con. Xem ra cả nhà chúng nó bị em tóm gọn trong một bè rồi. Hai vợ chồng nhà này cũng không biết đẻ thêm được mấy con nữa. Thôi được rồi, đừng lắm lời nữa. Tập trung đào nhanh lên. Vì quyết định đi gấp quá nên hai người căn bản không mang theo đồ ăn. Bây giờ đã đói muốn chết rồi. Anh ơi, em đào không nổi nữa. A Hòa vừa dứt lời, kết quả ngẩng đầu lên phát hiện nước biển sắp dâng lên rồi. Anh, đào nhanh lên. Nước biển dâng lên rồi. Lỗ to rồi, còn nhiều hang chưa moi vậy mà. Cuối cùng, khi nước biển dâng lên đến mu bàn chân, giá trị vận may trên bảng hệ thống của Triệu Khanh cũng gần như bằng không. A Hòa, mấy giờ rồi? Anh, 2:30 rồi. Cũng trễ rồi. Hay là chúng ta đi thuyền về thôi? Được. Trời ơi, vậy mà còn nhặt được hải sâm. Hải sâm to thế này để tôi xem nào. Con này chắc là tự nhiên rồi. Không biết hải sâm này ai nhặt được nhỉ? Anh tôi nhặt được. Em trai à, cái này bán không? Bán chứ. Diệp Tổng, đây là hàng tự nhiên đấy. Ngài cứ yên tâm, xem có thể cho bao nhiêu tiền một cân. Haha, nuôi bây giờ chắc tầm 60 tệ một cân. Mà chắc chắn không mua được con nào to thế này đâu. Tự nhiên chắc giá phải gấp đôi. To thế này chắc chắn giá còn cao hơn. 2 tỷ. Không được thì đến bến xem người ta thu mua trả bao nhiêu. Em trai à, tôi rất thích ăn cái này. Hay là nhường cho tôi 150 một cân đi. Thấy thế nào? Được, Diệp Tổng, ngài đã mở lời rồi, chắc chắn phải bán cho ngài. Tổng cộng 8 cân 7 lạng, tổng cộng 1.305 tệ, được chứ? Tiền Tổng, tổng cộng đi 2 chuyến thuyền rồi. Tôi cũng ngại quá. 4 con này cậu giữ lại ăn thử đi. Không cần không cần, cậu và A Hòa là bạn tốt. Đều là người một nhà cả. Xét tiền, nếu ngài khách sáo như vậy, thì sau này tôi cũng không dám nhờ ngài trở ra khơi nữa. Hơn nữa đây là do tôi nhặt được, cũng không phải bỏ tiền ra mua. Haha, cậu nói nghe hay đấy. Ơ Khanh, sau này cậu nhất định sẽ làm nên nghiệp lớn. Xét tiền xin đừng nói quá lời. Anh ta và A Hòa xách thùng đi mất. Đến điểm thu mua trong trấn để giao hàng. Có thu mua không? Anh, mẹ bảo lên nhà ăn cơm. Không vội, có người bán hàng. Anh bạn, tôi mua. Trời đất, đào đâu ra nhiều thế này? Toàn là tự nhiên, con nào con nấy đều to. Cái này phải lựa kỹ một chút. Loại to hơn tôi có thể trả 85 tệ. Loại nhỏ hơn đồng giá cho cậu 60 tệ, thế nào? Ông chủ, giá cả thế nào tôi cũng không rõ. Về cũng sẽ đi hỏi thăm. Bán xong là xong, chúng ta làm ăn một lần là rất giá cả hợp lý. Sau này có hàng tốt tôi đều đưa ông hết. Haha, tôi tên Trần Đống, giá bên tôi chắc chắn là công bằng. Thế này đi, lần đầu chúng ta hợp tác, tôi đều cộng thêm cho cậu 5 tệ một cân. Nhiều hơn nữa là tôi không có lời rồi. Được, vậy cứ theo như ông chủ nói. Lựa chọn xong xuôi thì cân lên. Loại to được 21 cân, loại nhỏ được 17 cân. Tổng cộng 2.995 tệ. Đậu xanh, nhiều qua thế này. Anh, nhìn dây buộc qua này. Em mang 100 sợi, anh xem đủ chưa? Em tưởng qua là xá sùng à? Một buổi tối mà bắt được 100 con thì hai chúng ta mệt gãy lưng mất. Anh, vừa nãy anh đến chỗ lão chưa mua à? Không phải, hôm trước anh lên thị trấn mua, nghĩ là sẽ có lúc dùng đến. Anh chu đáo thật đấy. Ha ha ha, em á. Nịnh cũng không xong. Ha ha. Chuẩn bị xong hết rồi. Đi thôi. Anh, tối nay định đi đâu? Đám qua hôm qua bắt được ở đâu nhỉ? Ở bến tàu nhiều người hỏi lắm, nhưng em không nói. Mẹ từng nói, qua thường sống ở khu vực nước lợ. Hôm đó chúng ta đào qua xanh, đi về phía tây một chút là đến rồi. Vậy đi thôi. A Hòa, hai chúng ta thử xem có lật được hòn đá này không. Ha ha, hai con. Wow, anh giỏi quá. Vừa nãy có cái gì chạy qua thế? Alo, ai đấy? Anh, chúng em đang ở bãi biển phía tây làng bắt qua. Nhiều qua xanh lắm, số không đủ đựng. Anh mang hai cái bao tải với, dây buộc qua đây. Muộn thế này rồi còn đi đâu nữa? A Khanh nói bãi biển phía tây làng toàn là qua xanh, số cậu ấy mang theo không đủ đựng, bảo anh mang bao tải qua. À đúng rồi, còn dây buộc nữa. Anh, cuối cùng anh cũng đến rồi. Để anh buộc, em đi tìm dây leo đi. Sao lại có nhiều qua thế này anh? Anh cũng không rõ nữa, nhưng nghe người già kể, đôi khi qua sẽ tụ tập thành đàn. Nó là nhiều nhất có thể kéo dài đến cả cây số, nhưng mà anh chưa thấy bao giờ. Cứ như vậy, họ bận rộn suốt 3 tiếng đồng hồ. Trời sắp sáng rồi, không còn thấy con qua nào nữa. A Khanh, trời sắp sáng rồi, dù còn cũng chui vào hang hết rồi. Chúng ta về thôi. Hai cậu vác gì trên lưng thế? Trời ơi, sao nhiều thế này? Hai cậu lật được ổ qua xanh à?
Biết thế tôi cũng đi cùng rồi. Em đừng lo. Em đi mua mấy bát mì về đi. Lấy thêm mấy cái bánh bao nhân thịt nữa. 10 cái bánh bao đủ không? Đủ rồi, đi đi. Đợi vợ A Bình đi rồi, ba người liền phân loại qua. Con nào béo để một chỗ, con nào vừa phải để một chỗ, qua gạch để một chỗ, con nào gầy quá thì để chỗ cuối cùng. Số qua xanh này không đáng giá bao nhiêu, chia ra ăn hết đi. Anh, em còn nhặt được mấy con màu vàng. Được cái đều có, chắc không phải qua gạch đâu. Để anh xem, đây là qua hoàng đế này. Đúng rồi, là qua hoàng đế. A Khanh, vận may của cậu tốt thật đấy. Loại này đắt lắm. Cái gì đắt thế? A Khanh bắt được một con qua hoàng đế. Thế này là phát tài rồi. Không phải một con, mà là 30 mấy con. Lớn có, nhỏ có. A Khanh, lần này vẫn định bán cho lão Lâm mà. Lão Lâm keo kiệt lắm. Nếu chỉ vài cân thì bán cho lão cũng được. Như thế này mà bán cho lão ta thì hơi lỗ. Hơn nữa cái miệng lão ấy không kín, lát nữa cả làng đều biết hết. Anh, lần trước lão Diệp không phải nói có hàng tốt thì liên hệ với ông ấy sao? Qua hoàng đế chắc chắn ông ấy thích. Ừ, cũng đúng. Anh, qua này anh để dành cho em 2 con. Số còn lại hai người cứ giữ lại mà ăn. Không ăn hết thì đưa chị dâu mấy con mang về cho nhà mẹ đẻ. Nói rồi, Triệu Khanh lại chọn ra 3 con qua hoàng đế. Để sang một bên, cậu chọn ra làm gì thế? Cậu không định để dành ăn đấy chứ? Một con qua có thể mua được mấy con gà đấy. Tổng cộng 3 con. Hai đứa nhỏ mỗi đứa 1 con. Còn 1 con A Hòa. Mang về cho bà nội cậu nếm thử. Ai Viễn với Miêu Miêu cũng không cần để dành đâu. Không phải còn qua bể sao? Thôi mà chị dâu, chuyện này nghe em, chị đừng từ chối nữa. Anh đi tắm rửa rồi ngủ đi. Đợi bán hàng về rồi tính toán sau. Tính toán gì chứ, anh chỉ quá giúp thôi mà. Qua là do cậu với A Hòa bắt được, anh chỉ phụ trách buộc dây thôi. Đều là anh em trong nhà cả. Giúp đỡ nhau sao phải tính toán tiền nào. Thôi, đợi anh về rồi nói sau. Vừa nay em cũng muốn đi lắm. Thế thì đi với anh, mang hết số qua này đi. Số còn lại thì bán cho chợ hải sản trong thành phố. Đến nhanh thế, tôi còn tưởng phải 1 tiếng nữa. Anh Diệp, anh xem này. Đảm bảo là qua tự nhiên. Haha, đã là qua hoàng đế thì chắc chắn là tự nhiên rồi. Vùng này làm gì có kỹ thuật nuôi loại này. Đây là anh họ tôi. Họ Lư, là người thu mua qua đấy. Loại này đã chế biến thì tôi biết. Còn sống thì tôi không rành lắm. Đúng rồi, dù sao cũng đắt như vậy, nhất định phải xem kỹ một chút. Ôi chao, không chỉ toàn qua cái, mà con nào con nấy đều to nữa. Chất lượng này mà mang sang bên Hồng Kông thì một con không dưới 1.000 tệ. Anh họ, thật sự không có vấn đề gì đâu. Con nào con nấy đều ngon cả. Cậu em này thật thà quá, không lẫn một con nào tạp cả. Haha, cậu em này không chỉ thật thà, mà còn tốt bụng nữa. Cậu em, trên xe cậu hình như vẫn còn qua. Cậu định làm gì? Anh họ, Akana chắc chắn muốn bán. Anh cứ thu mua luôn đi, cho cái giá phải chăng là được. Sau này còn nhiều dịp hợp tác. Vậy chúng ta đến tiệm hoa quả bên cạnh đi. Nhà họ có cân, chuẩn lắm. Chọn ở nhà rồi sao? Mê mơng, buôn bán không thể qua loa được, nên sáng sớm đã chọn hết số qua thu được ở nhà rồi. Haha, thảo nào anh họ tôi lại khen cậu hết lời. Thật thà quá, sau này có hàng tốt cứ mang đến đây. Anh họ tôi không mua thì tôi mua. Anh Lư, hôm nay giá cả thế nào? Qua gạch son 45 tệ một cân, loại thường thì 30 tệ. Giá này là cao nhất rồi. Nếu cậu không yên tâm thì ở đây có nhiều người thu mua qua. Cứ việc đi hỏi. Không cần đâu, tôi tin anh. Trời ơi, con bảo ngư này ít nhất cũng phải 2 lạng. Trời ơi, hai bên toàn là thứ này. A Hòa, nhanh lại đây. Tôi đang ở chỗ đê chắn sóng phía đông. Đại ca, nhớ mang theo túi da rắn. Em đang ở đê chắn sóng phía đông. Triệu Khanh cúp điện thoại. Anh ta lại mua một chiếc xẻng xúc cát từ hệ thống. Anh ơi, dưới đó có gì hay vậy? Nhỏ tiếng thôi, xuống nhanh lên. Cẩn thận kẻo ngã. Trời ơi anh, đây có phải bào ngư không? Phải đó, cầm xô và xẻng nhanh cậy đi. Ôi chao, bào ngư to quá. Đại ca, anh đến rồi. Bên này có xẻng đây. Sao anh lại có thêm một chiếc xẻng nữa vậy? Ban đầu đã mua dư 1 cái rồi. Tôi nghĩ đến việc đại ca đi cùng nên anh mang theo. Chắc lúc này em không để ý. A Khanh đào được nhiều thế này, ngày mai lại mang ra chợ bán à? Giá ở chợ cao hơn. Hôm nay tôi có hỏi lão Lâm về giá qua. Thấp hơn ở chợ 5 tệ một cân. Để lúc đó tính. Lúc nào cũng dùng xe của tôi cũng sợ lão Tú ra ngoài nói lung tung. Nói thì cứ để hắn nói. Chúng ta quang minh chính đại đi biển mặn mò, chứ có phải đi ăn trộm ăn cắp đâu. Chuyển 1-2 lần thì không sao, nhưng nếu chuyển đi nhiều lần, chắc chắn sau này sẽ có không ít người chú ý đến chúng ta. Đến lúc đó chúng ta đi đâu cũng có cả đoàn người bám theo. Chưa nói đến việc có gặp được đồ tốt hay không. Có gặp được cũng không đến lượt chúng ta. Đúng đúng đúng, vẫn là cậu nghĩ chu toàn. Dạo này cậu chăm chỉ thật, vận may cũng tốt thật đấy. Nhưng không thể quá phô trương. Hay là thế này, xem khi nào nghỉ. Ít thì cậu chạy xe máy ở nhà, nhiều thì chúng ta dùng xe đẩy kéo ra thị trấn. Ở thị trấn tìm một chiếc xe 3 gác. Như vậy sẽ không ai biết. Bình ca ý kiến hay đấy. Được đó.
Bình ca, nhìn con này của tôi này. Trời ơi, phát tài rồi, ước chừng phải nửa cân. Bào ngư hai đầu, đắt lắm đấy. Ba người miệt mài đào hơn 3 tiếng đồng hồ. Bằng điều khiển hệ thống của Triệu Khanh cũng hiển thị giá trị may mắn đã về không. Đại ca Cao Hòa, đừng tìm nữa, chắc hết rồi. Tôi vừa nhớ ra chỗ vừa nãy có khá nhiều ốc hương. Ốc hương cũng hơn 1 tệ 1 cân đấy. Hay là... Được, Bình ca. Mò được một túi ốc hương cũng bán được 100-200 tệ đấy. Sao hai người nhiều năng lượng thế? Cuối cùng, kết quả bỏ phiếu là 2 Triệu Khanh cũng không tiện nói gì thêm. Ôi chao, bảo ngư nhiều thật đấy. Chắc chắn chỗ này phải hơn 100 cân. Chỉ là không biết giá cả thế nào. Đại ca, hay là anh về trước kéo xe đầy ở nhà ra đây đi. Thuận tiện mang theo 2 cái túi ra giá. Chỉ là giờ này về chắc lại đánh thức chị dâu mất. Vừa hay tôi mang số bảo ngư này về trước. Để lúc chị dâu cậu dậy là có thể chọn lựa luôn. Hơn nữa, trời sáng mà bị người ta nhìn thấy thì cũng không được. Hay. Nhưng hai túi này thì làm sao anh vác nổi. Lấy xe đẩy ra. Chờ trước một chuyến đã. Bình ca, để em đi cùng anh. Không cần đâu, hai người cứ nhặt ốc đi. Cùng lắm thì tôi chạy thêm một chuyến nữa. Đợi đến khi Triệu Bình kéo xe đẩy đến thì xô của hai người cũng đã gần đầy. Hai người nghỉ một lát đi. Vợ tôi có để ít trứng luộc bảo tôi mang theo. Lúc nãy chưa kịp ăn. Hai người ăn đi, tôi nhặt thêm một lát. Ăn chút gì cho có sức. Ăn xong mỗi người kiếm thêm 20 cân nữa rồi về. Trời ơi, nhiều ốc hương thế. A Bình, thế này là phát tài rồi. Nhị tử, nhanh nhanh nhanh, về lấy xô đi. Không phải, lấy bao tải cơ. Để tôi âm thầm khai chiến trước. Đại ca, chúng ta về thôi. Cũng chẳng còn con nào để bắt nữa. Đợi chút, biết đâu lại đánh nhau được. Ông chủ, cho 5 tô mì bò mang về. Ăn cơm trước đạt ăn xong rồi làm tiếp. Ôi chao, nhiều ốc hương thế này. Thế này thì nhặt đến bao giờ? Đại ca, hay là cứ thế này mà bán thôi. Nhặt mệt lắm. Thế không được, nếu không nhặt kỹ. Trận thu mua chỉ trả 1,3 tệ một cân. Nhặt kỹ, loại to bằng đầu ngón chân có thể bán được 2 tệ đấy. A Khanh, A Hòa, hai đứa ăn xong thì về nhà ngủ bù đi. Để anh với chị dâu làm cho. Anh cũng không thể thức đêm như vậy. Phải chú ý giấc ngủ, nếu không về già sẽ khổ. Người dân biển chúng ta, ai mà không phải trẻ kiếm tiền, già chữa bệnh. Có mấy ai mà trên người không bệnh tật đâu. Cho nên càng phải biết giữ gìn sức khỏe. Chị dâu, hay là chị xem ai ở nhà rảnh rỗi. Thế hai người rảnh rỗi giúp một buổi sáng. Em đoán 3 người. Nhặt 3 tiếng là xong. Đến lúc đó mỗi người trả 20 tệ. Đợi chút, em về gọi bố em đến. Ông ấy ở nhà cũng không có việc gì làm. A Khanh, A Hòa, hai đứa về nhà ngủ trước đi. Xong việc anh gọi. Anh, tối nay lại thức trắng đêm à? Không thức cũng không được. Làm gì có chuyện ngày nào cũng may mắn như vậy. À đúng rồi, A Hòa, bố cậu nuôi bao nhiêu con gà rồi? Gà trong nhà còn 5 con. Vịt thì hình như còn 6 con. Anh muốn ăn thì tối nay em bắt một con cho. Không cần đâu, anh định ra thị trấn mua ít gà con vịt con về nuôi. Nhờ bố cậu nuôi hộ, được không? Để em về hỏi bố em xem sao. Gà con vịt con gì đó, anh không cần phải mua đâu. Để bố em đi mua, ông ấy biết chọn gà ta. Giống gà vịt thì chúng ta có biết gì đâu. Ừ, về đi. Nghỉ ngơi sớm đi. Em biết rồi, anh. Ôi, anh cả, do thế này không ổn rồi. Hôm qua xem dự báo thời tiết nói có bão đấy. Cơn bão hôm nay không biết đã tan chưa. Nếu lại thêm một cơn nữa, thì của trên núi sẽ rụng hết mất. Thiên tai thì ai mà cản được. Anh cũng đừng lo lắng quá. Không được thì nửa năm sau chúng ta chăm chỉ hơn. Ra khơi bù đắp lại phần thiệt hại. Em mang cái này làm gì vậy? Bà nội bảo em mang đến cho anh cả. Nói anh cả ở nhà một mình không tiện xử lý. Vừa hay mang đến đây. Đến lúc cùng làm thịt ăn. Bà cụ nuôi mấy con gà vịt cũng không dễ dàng gì. Nhà chị vẫn còn. Em đợi chút mang về đi. Em mà mang về là bà nội đánh em đấy. Cho cái gì cũng không xong. Chị dâu, chị cứ giữ lấy đi. Chị dâu cứ giữ lại đi. Lại Nhật Phương Trường. Dù sao sau này mọi người đều có qua có lại. Đúng vậy. Anh cả, đừng vội. Chúng ta tính tiền trước đã. Được, nhà kia cậu nói đúng là khổ thật. Con tờ tính 2 tệ 3. Con nhỏ 1 tệ 5, giá tốt nhất rồi. Lớn nhỏ tổng cộng 322 cân, bán được 558 tệ. À đúng rồi, báo ngư giá thế nào? Thu nhập có bằng qua xanh không? Hi hi, vừa hay gấp đôi. Số tiền bán được á? Đúng vậy, tổng cộng bán được 18.800 tệ. Trời ơi, sao nhiều thế? Cộng thêm ốc biển, một đêm gần 2 vạn rồi ha ha. Cộng thêm ốc biển, tổng thu nhập là 19.358 tệ. Anh cả, tối qua ba chúng ta đều bỏ sức như nhau. Nói ra thì anh còn vất vả hơn. Nhưng anh em chúng ta rõ ràng sòng phẳng. Là em phát hiện ra bào ngư, nên vẫn theo như lần trước. Em lấy 6, anh và A Hòa lấy 2. Chị dâu, nếu chị thấy cách chia này không hợp lý thì cứ nói. Lần này cứ chia đều cũng được. Chuyện này phải nói rõ ràng. Nếu không sau này nghĩ lại thấy không công bằng thì không tốt.
A Khanh, em nói thế làm gì? Nếu không phải em, anh trai em có thể kiếm được 5-6 nghìn tệ trong 2 ngày sao? Không phải là em gặp may mắn. Chúng ta đi theo hưởng lợi sao? Hay là chúng ta lấy 1/10? Đúng đấy A Khanh. Sau này đừng nói vậy nữa. Nếu anh làm việc ở bến tàu, 2 ngày cũng chỉ được hơn 100 tệ. Ha ha ha, A Hòa. Đây là phần của cậu, cầm cho chắc vào. Lát về đừng có đánh rơi đấy, sẽ không đâu anh Bình. A Hòa, cậu về trước đưa tiền cho bà nội đi. Vâng. Ôi, hơn 3.800 tệ. Sao nhiều thế này? A Hòa có tính nhầm không? Không có đâu ạ. Bà nội, sao bà lại khóc nữa rồi? A Hòa, làm người phải biết ơn, biết báo đáp. Đi theo A Khanh không được lười biếng, biết chưa? Bà nội, cháu không dám đâu ạ. Hơn nữa cháu lười biếng một chút thì anh trai cũng không nói gì đâu. Tốt tốt tốt. Vốn nghĩ con cô đơn một mình, không nơi nương tựa. Bây giờ thì tốt rồi. Con có A Khanh, hai đứa kiếm được bao nhiêu tiền? Đừng có đi khắp nơi khoe khoang. Bà nội, con biết rồi, anh ấy nói phải âm thầm làm giàu. Đợi đến lúc tích cóp được mấy chục vạn, lấy ra một thể xây cái nhà lầu. Giàu to rồi. Chỉ biết ba hoa. Hi hi. Nửa đêm, gió thổi rít bên ngoài. Triệu Khanh không tài nào ngủ được, bèn mở hệ thống. Trời ơi, 72 điểm may mắn. Trước đây 36 điểm đã kiếm được 2 vạn. Xem ra lần này lại có hàng ngon rồi. Hệ thống, tôi muốn mua 10 con giun đất. Gió tuy lớn, nhưng chỉ cần ném giỏ xuống biển là được. Ngày mai lại đi. Đang định ra ngoài thì phát hiện anh cả đến. A Khanh, cửa sao lại mở thế này? Em muốn làm gì vậy? Anh cả, sao anh lại tới đây? Anh lau mái nhà cũ bị gió cuốn bay, nên ghé qua xem sao. Anh cả, hôm trước em mua 10 cái giỏ. Gió càng lớn, mưa càng to. Em muốn thả giỏ xuống biển. Ngày mai bão tan là có thể đi thu hoạch. Không được, lúc này sóng biển cao hơn 10 mét. Lỡ bị sóng cuốn đi thì sao? Không sao đâu, em cẩn thận mà. A Khanh, sóng lớn như vậy, giỏ có thả xuống biển được thì ngày mai em cũng chẳng tìm thấy đâu. Anh cả nói vậy, Triệu Khanh cũng cảm thấy mình hồ đồ. Vâng, vậy mai đi. Anh à, sóng lớn như vậy, sao mà đi biển được? Anh chỉ đến xem thử, xem có hải sản nào bị sóng đánh dạt vào bờ không. Nếu không có thì chúng ta về. Anh cả, chúng ta ném giỏ xuống dưới này đi. Đừng có làm nạn nữa, ném thì ném xuống được, nhưng ném xuống chắc chắn là mất. Anh à, dưới này toàn đá, chắc chắn sẽ mắc vào. Chờ bão tan hẳn, chúng ta sẽ đi thu giỏ. Hesi, ném đi ném đi. Người trẻ tuổi không cẩn thận, lại không nghe lời khuyên, cho lần này bị thiệt hại, có thể rút kinh nghiệm. Chỉ là tiếc 10 cái giỏ. Nhìn này. A Hòa, A Khanh, mau tới đây. Anh Bình, có chuyện gì vậy? Ôi trời, lại là hải sâm. Mấy đứa nhặt được trước đây rồi à? Nhặt được một ít ạ. Cái này chắc chắn đắt hơn xá sùng. Lần này thật sự phát tài rồi. Anh, sao anh biết hôm nay biển có hàng ngon vậy? Anh á, ha ha. Mơ thấy đấy. Mấy người muốn chết hả? Trời bão thế này còn ra biển mò qua bắt ốc. Wow, hải sâm kìa. Lão Trương, trưa nay ăn thịt kho tàu nhé. Được được được, muốn ăn gì thì ăn nấy, nhanh nhặt đi. Anh, nhìn em nhặt được gì này? Ôi chao, ốc dừa to thế. Chắc phải được 5-6 cân đấy. A Hòa, đừng có mà khoe khoang nữa, nhanh nhặt đi. Không thì lát nữa lão Trương một mình nhặt hết mất. Ha 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 ha. Mẹ kiếp, ba người các cậu, tôi chỉ có một mình. Sao cậu không biết ngượng mà nói ra câu đó vậy? Nhặt cũng kha khá rồi. Đi về thôi. Ồ, lão Trương, nhìn cái giỏ của ông, chắc cũng phải được 20-30 cân nhỉ. Ha ha ha, đi theo các cậu kiếm được chút đỉnh. Hai cái chân giò, một đôi tai heo. Lão Trương, không thành vấn đề chứ. Thêm một cái tim heo nữa. Nếu không phải các cậu ở đây, thì tôi cũng chẳng thèm đi qua xem đâu. Hải sâm lựa hai loại kích cỡ ra, chắc là kích cỡ cũng ảnh hưởng đến giá cả. A Khanh, mấy thứ này mang ra chợ bán, để anh gọi điện thoại hỏi người ta xem sao. Anh Lô, hôm nay tôi nhặt được kha khá hải sâm, muốn hỏi xem anh có thu mua không? Bên này đang có bão, các cậu vẫn ra biển mò qua bắt ốc à? Có nhiều không? Hơn 100 cân, toàn là tự nhiên đấy. Kích cỡ thì khoảng 1-2 lạng đến 2 lạng. Để tôi hỏi anh trai tôi xem. Này em trai, thật sự là hơn 100 cân à? Chắc là vậy, giờ đang lựa đây. Còn có cả ốc nhảy nữa. Thế giá cả thế nào? Ừ, giá cả được đấy. Trần Tổng, có thể phiền bên anh cho người đến tận nơi thu mua được không? Bên tôi chỉ có xe ba gác, chờ qua đó phải mất hơn nửa tiếng. Ừ, được. Khoảng 4 giờ chiều nay người ta sẽ đến lấy. A Khanh, họ có biết đường đến làng mình không? Hay là để anh cả ra thị trấn đón họ nhỉ? Làng mình thì chắc chắn là họ biết rồi. Cho dù không biết nhà mình ở đâu, thì chẳng phải còn có miệng để hỏi đường sao? Ồ, anh Cường, sao anh lại đến đây?
Haha, hôm nay anh được nghỉ bù. Tối nay đến nhà cô anh ăn cơm. Chẳng phải là tiện đường ghé qua làng em sao? Nên ghé qua thăm em một chút. Mau vào nhà uống chén trà đi. Anh Cường, đổi cách xưng hô khác đi. Gọi anh là Cường hoặc anh Cường được rồi. Em gọi anh là anh Cường nhé. Tối hai chúng ta chắc cũng xem nhau. Đừng anh em nữa. Mê Mông, A Khanh hôm qua công an đã bắt Lai Dũng và Triệu Hải Đông ở làng các em rồi. Em biết chưa? Mê Mông, trước đó người tố cáo anh ăn trộm chính là Triệu Hải Đông. Không ngờ hắn ta lại giở trò vừa ăn cắp vừa la làng. Triệu Hải Đông là chú họ của em. Sao ông ta cũng nhúng tay vào vậy? Triệu Hải Đông tất nhiên là chối bay chối biến rồi. Nhưng Lai Dũng một mực khẳng định lý do hắn ta phát hiện ra chuyện làng bên cạnh tát đào bán cá chính là do Triệu Hải Đông báo tin, còn hứa sau khi bán xong sẽ chia chác theo tỷ lệ. Vậy bây giờ tình hình thế nào rồi anh Cường? Lai Dũng nói hai lần hắn ta tổng cộng chỉ trộm hơn 100 cân, nhưng hiện giờ người bị hại một mực khẳng định là bị mất 260 cân cá. Anh nghĩ chắc là người bị hại sợ chúng ta không coi trọng vụ việc nên đã khai báo thêm số lượng bị mất, nhưng chuyện này cũng không có cách nào khác. Ai bảo hai người kia lại đi làm chuyện mờ ám? Bồi thường xong coi như xong chuyện rồi. Làm gì có chuyện đơn giản như hai vậy. Người bọn họ ăn trộm 260 cân mỗi cá. Người ít nhất còn phải nộp phạt 2-3 nghìn tệ, giam giữ 3 ngày, phải cho bọn họ một bài học nhớ đời. Nhưng mà hiện tại mới chỉ là dự kiến, dù sao quyền hạn của đồn chúng tôi chỉ có thể phạt dưới 500 tệ, cho nên ý của đội trưởng là dự định sẽ báo cáo lên cấp trên. Hôm nay anh chỉ ghé qua thôi nên tiện thể nói cho em biết tình hình, tạm thời em đừng đi nói lung tung. Chẳng phải là vẫn chưa có quyết định cuối cùng sao? Chuyện này anh cứ yên tâm. Em làm gì vậy? Anh không nhận được đâu, nhà anh tối nay có tiệc, vừa hay mang đi thêm món. Nói trước nhé, không phải xem xét thân phận của anh mà tặng đâu, mà là vì chúng ta là anh em, là bạn bè. Được rồi, là anh em tặng thì anh nhận vậy. Anh, có phải đã có tin tức của đám bảo rồi không? Mê Mông, chắc chắn là do hai đứa nó chạy làm không thoát đâu, chúng đã nhận tội rồi. Bây giờ chỉ còn xem xử lý như thế nào tôi thôi. Tôi biết ngay mà, cái không nhà có đó một ai tử tế cả, còn hại anh phải đến đồn một chuyến. Hey Si, ngày tháng tốt đẹp cứ thế mà sống không được hay sao? Sao lại nảy sinh lòng tham nam lớn như vậy chứ? Xin hỏi đây có phải nhà Triệu Khanh không? Đúng rồi, bên này. Haha, đến muộn rồi. Không muộn, không muộn. Con làm phiền anh chạy một chuyến. Đây là anh cả tôi. Triệu Khanh, tôi cùng anh trai. Đến chơi. Trời ơi, thật sự là chọn được nhiều như vậy sao? Chúng tôi cũng chỉ ước chừng thôi. Nhưng anh yên tâm, trong số cân rưỡi chắc chắn có không ít con 2 lạng. Nhưng trong 2 lạng mà nói thì cũng không phải là không có con 1 lạng. Nhưng chắc chắn là rất ít. Làm ăn với anh đâu phải chỉ một lần. Lần trước ốc đá các cậu còn có thể chọn kỹ lưỡng như vậy. Tôi tin tưởng anh, thứ này giá cả chênh lệch rất lớn. Nếu là loại nhỏ, bây giờ chắc chỉ khoảng 4-50 tệ một cân. Nhưng như con 2 lạng kia, ít nhất cũng phải hơn 180 tệ. Người anh em, cậu toàn là mang đến hàng tốt nhỉ. Có thể nói cho tôi biết lần trước cậu mang gì đến chợ không? Bào ngư 2 đầu khoảng 30 cân. Số còn lại thì nhỏ hơn một chút, cộng lại chưa đến 200 cân đâu. Cái gì? Hơn 30 cân? Loại 2 đầu, trời đất ơi. Cứ yên tâm, kênh của tôi còn tốt hơn chợ thành phố nữa. Chỉ cần là hàng tốt, sau này giá cả dễ thương lượng. Trước tiên thu xếp xong hôm nay đã. Sau này có hàng tốt thì tôi sẽ gọi điện cho anh. Được. Lát nữa lần lượt cần hết tất cả. Những thứ lặt vặt kia, hay là để lại ăn đi. Giá rẻ mà. Được, mấy thứ đó chúng tôi để lại. Hải sâm trên 2 lạng 135 tệ một cân. Dưới 2 lạng 80 tệ. Một cân ốc hương có 3 quỷ cách. Giá lần lượt là 180, 155. Ốc huyết thì rẻ, 9 tệ một cân. Tổng giá là 19.013 tệ.